Đây là chỗ này nó mới múc này, sạt lở luôn. Nhìn thấy này lấp lánh nè. Đây là một loại cùi thạch anh, không có độ trong. Mấy cái chỗ lở này mưa nó sói nó hay lộ đá. Cái mạch đá của nó mọi người, rất tiếc là nó ở đây không phải đá quý hết. Đất đá này nó tải qua hàng triệu năm hình thành do tác động của sự đứt gãy đột ngột trong lớp vỏ của trái đất, hình thành rất là nhiều loại đá khác nhau. Đá quý thì ít mà đá cuội thì nhiều. Ui, trong như gương luôn. Một viên này rất là trong này. Đây là loại, đây là cái loại thạch anh ưu linh. Vậy là đi nơi bể này. Xung quanh này chắc có viên nào. Nhìn từ xa giống thủy tinh. Không phải. Đây là thạch anh ưu linh. Một viên trong, trông như là thủy tinh. Đây là cái mặt của nó này.
cho nên là chỗ sạt lở. Nó nhỏ không à, mà không đẹp nữa nhé. Chỗ này hết rồi, chỗ này không có đá. Giờ là phía trên kia là nhiều rồi. Cool. Dân chơi mới vừa đập đá xong.